không? Mình chuẩn bị cho bài mới. Có khó khăn gì không các em? Có hiểu bài không? Tại không hiểu bài là hôm nay vô bài này là không hiểu gì luôn á. Sẽ loạn lên hết luôn á. Các em thấy màn hình share chưa? Dạ thấy rồi. Ok. Bây giờ mình sẽ học về thuốc điều trị cao huyết áp ha. Cái bài này rất là dài. Và học bài này thì hầu hết là mình sẽ đụng đến tất cả các thuốc trong hệ tim mạch luôn. Nên học bài này trước. Bình thường là cho học mấy cái bài tim mạch kia trước, sau đó mới học bài này bài cuối cùng. Vì thực chất nghe đến cao huyết áp thì người ta cũng không có nghĩ gì đến thuốc của tim mạch hết. Nhưng mà thực chất là có liên quan rất là nhiều. Rồi bây giờ mà cái slide đầu tiên này mình sẽ tìm hiểu coi là cơ thể mình control cái huyết áp bằng cách nào. Thì trên cái bệnh cao huyết áp đó, đến bây giờ người ta vẫn chưa có biết là lý do tại sao bị cao huyết áp. Vì vậy mà hầu hết các cái bệnh cao huyết áp nó được gọi là essential hypertension, là chiếm đến 90%, có nghĩa là không có nguyên nhân luôn, không biết nguyên nhân. Nhưng mà người ta biết được cái cơ thể của mình nó control cái huyết áp bằng cách nào. Cái cách thứ nhất á, là nó sử dụng baroreceptor với lại sympathetic nervous system. Cái thứ hai là renin, hệ RAS đó các em. Hệ RAS, viết tắt của renin, angiotensin, aldosterone system. Cái này, cái hệ sympathetic nervous system thì mình học rồi. Baroreceptor với lại hệ RAS mình sẽ học hôm nay. Những cái ngày trước thì tôi chắc chắn là các em cũng được các thầy cô khác dạy rồi. Nhưng mà bây giờ mình vẫn học lại để mình coi cái view của các giống như là mình sẽ xoay chuyển cái view của mình về baroreceptor và renin, angiotensin, aldosterone system nó khác đi một chút nào được không? Em thử coi nó coi có nó khác không mình. Rồi bây giờ khi mà mình nhìn vô cái chỉ số huyết áp á, thì mình biết được cái function nào của cơ thể. Mình biết được cái function nào của cơ thể. Dạ em nghĩ là áp lực của máu chạy trong mạch. Nhưng mà mục đích cái áp lực đó để làm gì đó, cái đó là function đó em. Dạ em nghĩ là khả năng tưới máu tới các cơ quan. Chính xác, đó là khả năng tưới máu đến các cơ quan ha. Vậy thì một người mà huyết áp thấp thì có nghĩa là máu tưới đến các cơ quan không đủ. Vậy thì cái bệnh huyết áp thấp cũng nguy hiểm không kém gì bệnh huyết áp cao. Còn bệnh huyết áp cao thì sao? Áp lực máu cao thì dễ làm vỡ mạch ạ. Vỡ mạch đúng rồi. Đồng thời là máu tưới đến các cơ quan dư thừa, có nghĩa là các cơ quan nó không cái lượng máu đó nó bị thừa luôn. Nó vừa là áp lực lên trên cái mạch máu quá lớn có thể dẫn đến vỡ mạch. Mình sẽ tìm hiểu tại sao là cái trường hợp vỡ mạch nó xảy ra ở trong bài kế tiếp. Nhưng mà cái khi mà mình nhìn vô cái chỉ số huyết áp thì mình đó là chỉ số sống đó các em. Chỉ số sống thì người ta có thể đo chỉ số sống này ở bên tây y thì đo có một bên này, bên huyết áp bên tay trái thông thường, còn bên đông y bây giờ người ta đo luôn bộ bốn chỉ số ha. Đó là bốn chỉ số sống là hai tay hai chân luôn. Thì cái khi
À, vậy thì cái bệnh huyết áp cao á, tại vì bài này chủ yếu là nói về huyết áp cao, nhưng mà mình sẽ đề cập một ít về huyết áp thấp. Về trong textbook cũng không nói, nhưng mà nó cũng nguy hiểm không cao, kém gì huyết áp cao. Vậy thì cái huyết áp cao thì tại sao người ta lại gọi là silent killer, có nghĩa là kẻ giết người thầm lặng? Dạ cô, là bởi vì nó Dạ. diễn tiến từ không có cái triệu chứng rõ rệt và rầm rộ lúc ban đầu. Đúng rồi, nhiều người cũng không biết mình bị huyết áp cao nữa. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là những biến chứng của bên huyết áp cao là gì? Nên nó mới gọi là kẻ huyết áp, kẻ giết người thầm lặng. Dạ, cô, biến chứng của nó đều là nặng nề, nhưng mà nó ảnh hưởng đến tim mạch nè, rồi các bệnh tiểu đường, rồi suy thận, rồi nó nói chung là Ví nó ảnh hưởng dụ nhiều cơ như hồi quan. nãy một bạn nữ có nói là cái áp lực lên mạch máu nó cao thì mạch máu có thể vỡ. Bây giờ vỡ mạch máu ở thận thì chuyện gì xảy ra? Thận không đủ máu nên mất chức năng à? Đúng. Cho từ 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 chuyên khoa về y tí đi. Mất chức năng thì cái đó gọi là gì ha? Em hiểu đúng rồi. Suy thận. Đúng rồi, chính xác. Bây giờ mạch máu bị vỡ ở tim thì chuyện gì xảy ra? Suy tim à? Đúng rồi. Mạch máu mà vỡ ở trên não thì chuyện gì xảy ra? Xuất huyết não. Xuất Xuất huyết huyết não. não. Ok, mạch máu mà bị vỡ ở mắt thì chuyện gì xảy ra? Dạ, gây mù. Đến chính xác đó, mình học mình cứ đi từ từ ha, từ từ mình sẽ ra được vấn đề. Rồi chính vì vậy nên cái huyết áp cao là một kẻ giết người thầm lặng, nhưng mà huyết áp thấp cũng không ghê sợ không kém ha các em. Bây giờ lượng máu mà tưới đến cái cơ quan đó không đủ thì có gây ra suy thận không? Cái này là phải triền miên nhiều năm nha, chứ không phải tự nhiên có một hai ngày không đủ máu trong vòng một hai ngày, trừ khi em bị mất máu ở đâu đó thôi, chứ hiểu ý không? Triền miên vài năm nha, nhiều năm chronic luôn á, người bị huyết áp thấp á. Dạ có cô. Bệnh tập lâm cũng y hệt như là, nhưng mà nó theo kiểu mấy bạn mà huyết áp thấp á thì sẽ mặt mày tái mét rồi, tại vì máu đâu có đủ nuôi gì đâu, và tay chân bị lạnh. Bạn nào mà đông, thôi tí nữa mình sẽ phân tích về huyết áp thấp, giờ mình tập trung huyết áp cao chứ đi. Rồi cái bạn nào mà bị huyết áp thấp á, cẩn thận là phải chuyển từ huyết áp đang thấp về huyết áp bình thường, mình có cách. Và thường là trường hợp đó rơi vào các bạn nữ nhiều hơn. Các bạn nam cũng bị nha, nhưng mà các bạn nữ bị nhiều hơn, số lượng nhiều hơn. Rồi, bây giờ cái công thức của cao huyết áp là huyết áp bằng với cardiac output với lại peripheral vascular resistance, có nghĩa là lực cản ngoại vi. Cardiac output thì các em biết rồi hả? Này là blood pressure, là huyết áp. Bây giờ thuốc của mình á, giờ huyết áp mình nó đang cao vậy nè, nó đang tăng đúng không, nó đang lớn, nó đang tăng và gây nên những triệu chứng, có thể dẫn đến những cái complication. Complication là biến chứng. Bây giờ mình muốn giảm thì mình giảm cardiac output, mình giảm peripheral vascular resistance, và thuốc của mình tập trung vô hai cái chiến lược này, nó gọi là treatment strategy ở trong cái pharmacology. Các em sẽ thấy là người ta hay nói đến treatment strategy, có nghĩa là các cái chiến lược để điều trị bệnh. Ở bên Mỹ với lại Canada thì cái dược lâm sàng nó rất là phát triển. Trong một cái nhóm
điều trị thì lúc nào cũng sẽ có bác sĩ, một dược sĩ lâm sàng. Tôi không biết là có bao nhiêu bác sĩ nhưng mà chắc chắn phải có một người dược sĩ lâm sàng và y tá điều dưỡng. Thì khi mà người ta họp để điều trị cái bệnh đó đó thì tất cả mọi người đều họp chung với nhau để điều trị một bệnh nhân thôi, chứ không phải chưa chưa nói đó là nhiều bệnh nhân nha. Một trường hợp là một nhóm phải họp với nhau để đưa ra chiến lược điều trị. Đó, cái chiến lược điều trị các em sẽ nghe rất là nhiều. Không biết là đến thời các em thì các em phải làm việc với lại dược sĩ lâm sàng nhiều chưa, nhưng mà tương lai gần là dược sĩ lâm sàng sẽ phát triển ha. Ý ở đây là ở các cái bệnh viện mà đang có dạng giống như là có chữ quốc tế giống á, là đang tuyển những dược sĩ lâm sàng khá nhiều. Còn bệnh viện công thì vẫn chưa có bắt đầu được tập trung để phát triển dược sĩ lâm sàng. Nên tương lai là các em sẽ phải làm việc với dược sĩ lâm sàng khá nhiều ha. Có sao đâu. Mỗi người sẽ có một cái view khác nhau, điều trị sẽ tốt hơn. Rồi bây giờ mình vô baroreceptor. Baroreceptor ở đây thì là các cái thụ thể cảm giác, và nó gửi tín hiệu về áp lực ở trên mạch máu, về trung ương não, đó là medulla oblongata. Thì cái baroreceptor này nó ở aortic arch với lại carotid. Các em, ở aortic arch thì nó sẽ gửi tín hiệu trên sợi sợi thần kinh số 10, và carotid thì nó sẽ gửi tín hiệu trên sợi thần kinh số 9. Có bạn nào biết tên tiếng Anh của sợi thần kinh số 10 và sợi thần kinh số 9 không? Ở trên slide thì có tên của sợi thần kinh số 10 rồi, còn số 9 là ai biết rồi. Trời ơi, không biết thì gõ Google. Các em, máy tính của các em ngay trước mặt các em. Không ai biết hả? Dạ, dây thần kinh thiệt hầu con. Biết rồi, nhưng mà tên tiếng Anh là gì? Nó cũng giống giống vậy á. Closso gì? Claustrophil. Đúng rồi, chính xác. Thì ở một cái huyết áp bình thường, ở đây là một huyết áp bình thường ha, 120 trên 80. Thì ví dụ như là nó sẽ gửi các cái sợi dây thần kinh này nè, nó sẽ gửi là 10 action potential về cái vùng medulla oblongata. Này ví dụ thôi nha, chứ không có học thuộc. Nói này ví dụ để các em dễ hiểu thôi chứ không phải là để học thuộc nha. 10 action potential trong 1 phút về cái vùng medulla oblongata. Đối với cái bệnh nhân mà huyết áp cao thì nó sẽ là 140, cái huyết áp là khoảng chừng 140 trên 90 á, thì nó sẽ gửi action potential là 15 action potential trong 1 phút trên cái sợi này, trên hai sợi này ha. Thì khi mà não mình nhận được cái tín hiệu huyết áp mình đang bất thường đây, đang cao đây, thì nó phải làm gì đây? Nó sẽ phải đưa nó sẽ cái cơ thể mình sẽ tự nó điều chỉnh để đưa về huyết áp mong muốn là 120 trên 80. Bằng cách nào? Bằng cách là nó sẽ ức chế hoạt động của sympathetic nervous system, là các cái sợi màu đỏ là các em. Ủa mà các em biết cái gọi là gì? Bên anatomy các em có học cái phân bố của sympathetic và parasympathetic một cách rõ ràng hơn cái bài hôm bữa. Bài hôm bữa thì tôi có dạy, nhưng mà tôi dạy cái cơ bản nhất thôi à, chứ chưa có dạy cái sự phân bố của nó. Có học chưa? Đã rồi. Ok, vậy khỏi phải nói. Bên dược thì nói tại bên dược không có được học kỹ mấy cái đấy. Bên dược thì chủ yếu tập trung về hóa nhiều à, còn các em thì mạnh về anatomy với lại pathology à. Thì ở đây cái khi mà nó cái não mình nó nhận được cái tín hiệu là
cái huyết áp này nó đang cao đây, vậy thì phải giảm cái huyết áp này xuống để mà đưa về cái huyết áp bình thường, thì nó ức chế hệ sympathetic nervous system là sợi màu đỏ đó các em. Thì đó, ức chế hoạt động. Cái sợi này nó sẽ có cái link với lại quả tim và nó link với lại các cái mạch máu ha, vừa artery vừa veins luôn, ức chế hoạt động. Và nó sẽ kích hoạt cái hoạt động của sợi vagus nerve. Đó, sợi vagus nerve này là nó sẽ tiết ra acetylcholine. Hộp bài hôm trước mình học á, tiết ra acetylcholine và gắn vào thụ thể muscarinic máy để làm nhịp tim giảm. Muscarinic máy. Bài hôm trước mình có học. Hai buổi. Hai, đúng rồi, chính xác. Hai, vậy em nữ thử mô tả cái cơ chế sơ sơ đi để nhắc lại cho cả lớp nghe. Làm sao nhịp tim nó giảm? Dạ cô, là em hai là cái GE á cô, thì nó sẽ ức chế cái adenylate cyclase để nó ức chế luôn cái protein kinase A á, và nó làm giãn cái đường cong, nó làm dài cái đường cong nhịp ra thì nó sẽ làm giảm nhịp. Ủa sao tự nhiên cái đường cong đó nó dài ra được vậy? Hay vậy? Có sự biến hình gì đó hả? Rồi, bạn nào hỗ trợ? Nó làm giảm cái canxi đến troponin, đến troponin C. Hình như đâu nhắc gì đến canxi ở đây đâu, trời ơi. Vậy là có coi bài không các em, hay là có hiểu bài không? Bạn khác hỗ trợ. Dạ, nó còn cho các cộng bị cái kéo dài thời gian mà các cộng bị đưa ra ngoài. Nghe gì, nói lại không nghe, bên này không nghe. Dạ là ca cộng nó đưa ra ngoài nhiều nên là nó sẽ tái phân cực, nó kéo dài cho nên là dịch để nó giảm. Đúng rồi, bạn bạn trả lời đúng rồi ha. Rồi các em có chỗ nào, bởi vậy mới nói hỏi các em mới biết là các em có hiểu hay không. Rồi các em không hiểu bài trong lúc giảng gì cứ bật mic lên hỏi nha, đừng có ngại nha, đã cho phép rồi thì cứ làm đi, cứ làm đúng theo hướng dẫn ha. Các em làm đúng theo hướng dẫn thì cái pharmacology, từ bữa giờ tôi dạy lớp nào các hầu hết các sinh viên đều học pharmacology rất là khá ha, điểm khá, không có bạn nào điểm kém hết, trừ khi là không có chịu học bài thôi, với lại không làm theo hướng dẫn. Rồi đó, đó là dạy cái M2 là giải thích cho chúng ta cái heart rate, cái nhịp tim của quả tim giảm dưới cái sự ảnh hưởng của vagus nerve ha, là sợi thần kinh số 10 đó các em. Vậy thì cái contraction của quả tim nó giảm là do ở đây mình ức chế cái hoạt động của sợi sympathetic nervous system. Ở đây nè, cái sợi đỏ này nè, mình ức chế. Thông thường thì cái sợi đỏ nó sẽ làm cái cơ tim co thắt mạnh hơn, nhưng mà giờ mình ức chế rồi. Hiểu ý không? Đó, hôm bữa có nói với các em là qua bài tới thì mới giải thích là tại sao cái khi mà mình kích hoạt parasympathetic nervous system thì mình vừa giảm nhịp tim và vừa giảm co thắt của quả tim luôn. Đó, đó là cơ chế ha. Mình đã giải thích xong cho các em. Rồi bây giờ cái một người mà bị huyết áp thấp 90 trên 60 thôi. Này là huyết áp cực thấp mà. Thấp lắm rồi. Thì cái action potential gửi trong 1 phút á về medulla oblongata là khoảng chừng 5 lần trong 1 phút thôi. Vậy thì cơ thể mình nó sẽ làm cách nào để mà nó phục hồi cái chức năng này, hồi cái data, cái huyết áp bình thường. Một bạn phát biểu mà ngược lại với nãy giờ nói thôi, một bạn phát biểu.
Giờ khi cái mình đang bị thấp đó thì cơ thể mình nó sẽ kích hoạt cái hệ thần kinh nào và ức chế hệ thần kinh nào? Trời ơi, bộ khó lắm hả các em? Dạ, dạ thưa cô, kích hoạt hệ thần kinh trực giao cảm và ức chế đuối giao cảm. Vậy thì chuyện gì xảy ra ở tim? Tim nó sẽ tăng sức co bóp, tăng nhịp tim, tăng sức co bóp, Ok. Rồi đối với mạch máu. mạch máu sẽ giãn ra. Giãn ra co. Đang đang kích hoạt hệ nào? Trực giao Co. Hôm bữa bài trước là alpha 1 với alpha 2 á, thì khi bị kích hoạt đó ở cơ trơn của mạch máu á, khi bị kích hoạt á, thì nó làm co hay giãn mạch máu. Nhớ không nhớ? Dạ co ạ. Co. Co mạch máu thì huyết áp nó mới tăng, đúng không? Lực cản ngoại ngoại vi nó mới tăng. Đúng không? Rồi trở về cái công thức ban đầu. Lực cản ngoại vi tăng thì huyết áp tăng, đúng không? Cardiac output tăng thì huyết áp tăng, đúng không? Hệ sympathetic làm hai cái luôn. Là cardiac output là cái sự co thắt của quả tim tăng, thì là cardiac output tăng. Còn cái các mạch máu nó bị co lại là lực cản ngoại biên tăng. Hai cái chỉ số này tăng thì huyết áp tăng, đúng không? Hợp lý không? Hợp lý không mấy? Vậy là hệ sympathetic làm hai nhiệm vụ này luôn ha, để mà đưa huyết áp về bình thường. Nhưng mà ở cái trường hợp của cái người bị cao huyết áp á, thì có một cái lý thuyết, phải lý thuyết mà là giả thuyết, là cơ chế của dẫn đến cái cao huyết áp á, là một cái stress chronic, stress. Cái chronic stress nó làm cho huyết áp người này lúc nào cũng ở 140 trên 90, từ ngày này qua ngày khác luôn, từ ngày năm này qua năm khác luôn. Thì cái baroreceptor này nó chịu cái áp lực đó hàng ngày, nó thấy bình thường, cái nó không thèm nhận cái áp lực đó là một cái chuyện lạ đối với cơ thể của nó nữa, thì nó tự switch, nó tự chuyển, nó tự nhận đó là huyết áp bình thường của cơ thể. Và cái medulla oblongata này nè, nó sẽ không điều chỉnh nữa. Rồi đến đây được không? Đến đây được không? Đó là giả thuyết phải không? Vậy thì tương tự với người huyết áp thấp cũng vậy thôi, huyết áp cứ lè tè vậy từ năm này qua năm khác mà thấy nhiều lắm. Huyết áp thấp á, hả, nhiều cũng không kém gì người bị huyết áp cao. Nhưng mà khi mà các em đi vào bệnh viện á, khi mà người ta đo huyết áp cho các em á, điều dưỡng đo huyết áp á, thì thông thường bà sẽ ghi là huyết áp bình thường, tại vì nó vẫn nằm ở trong cái range, nó vẫn nằm trong cái range healthy của bên Tây y ha. Mà bên Đông y á thì huyết áp này là huyết áp quá thấp rồi, phải điều chỉnh thôi, không điều chỉnh là bệnh tùm lum. Bên Tây y và Đông y có sự khác biệt với nhau như vậy, có những cái họ chưa có chấp nhận nhau nên thành ra dẫn đến sự mâu thuẫn. Nhưng mà thực chất thì khi các em tìm hiểu cả hai bên thì các em sẽ thấy là hai bên nó không có mâu thuẫn nhau, nên tôi khuyên các em là rảnh thì ngồi học, tự học thêm Đông y. Cái này cái Đông y hình như là không ai dạy hết đó, tự mình học thôi. Rồi cái slide này có cái gì các em không hiểu không? Hỏi. Dạ, cái khúc đầu mà cô nói với Vagus nợ cô dẫn này khúc đó thì mình Cái vagus nerve này là cái dây thần kinh số 10 ấy, em. Nó đại diện cho parasympathetic nervous system. Đến đây hiểu chưa? Thì cái parasympathetic nervous system là nó sẽ làm giảm nhịp tim, giảm co thắt quả tim, đúng không? Thì khi mà nó được kích hoạt thì nó sẽ phóng thích acetylcholine ra ở đây. Và khi acetylcholine phóng thích ra ở cái vùng này nè, cái vùng này là cái vùng pacemaker cell, vùng SA node đó, thì acetylcholine nó sẽ gắn lên M2. M2 là một cái thụ thể, nó liên kết với GI, G inhibitor, GI,
protein thì nó làm giảm nồng độ salic AMP trong vùng nội bào, đúng không? Thì đây là tín hiệu để làm mở cái kênh kali, và cái kênh kali này nó sẽ được, nó sẽ giữ thời gian, cái duration nó giữ mở lâu hơn so với bình thường. Nó sẽ làm cái thời gian của repolarization kéo dài. Có cần mở lại bài cũ không? Mở lại bài cũ nha. Hình như là lớp chưa hiểu cái phần này lắm á. Bài cũ rồi. Đây nè em, acetylcholine hồi nãy là mình trên cái vagus nerve á, thì đến cái post synapse thì nó sẽ phóng thích ra acetylcholine, và nó acetylcholine là ligand của M2. M2 là một cái protein liên kết với lại GI, GI là inhibitor, nó làm giảm nồng độ salic AMP, đúng không? Rồi, khi giảm nồng độ salic AMP, đây là tín hiệu để cho cái kênh kali này nè, nó giữ mở cái cổng của nó, giữ được mở trong cái khoảng thời gian dài hơn so với bình thường. Thì khi mà nó giữ mở lâu hơn so với bình thường thì kali thoát ra ngoài nhiều hơn. Nó làm cho cái duration, cái khoảng thời gian của repolarization, cái khoảng thời gian hồi cực á, được kéo dài. Đấy, cái màu đỏ này nè, nó thành cái đường màu đỏ này nè, nó thành cái đường màu vàng, thì cái heart rate của quả tim, cái nhịp tim á, nó giảm. Đến đây được không bạn? Dạ, em ok rồi. Còn bạn nào không hiểu cái slide baroreceptor nữa không? Còn một cái giả thuyết nữa nói về hypertension, đó chính là các cái mạch máu của mình nó đã bị giống như là mình ăn uống một thời gian rất là dài, vài chục năm, mà ăn đặc biệt là đồ động vật ha, hoặc là uống ăn những cái đồ béo động vật á, đồ béo mà có nguồn gốc động vật như bơ, sữa, thì cái cholesterol nó sẽ đọng lên trên cái mạch máu, động lên trên mạch máu, và nó làm cho cái mạch máu nó giòn, và nó qua bài khác đi, bài khác thì có giải thích rõ hơn cho các em. Đây nha, đây là mạch máu ha, thì một cái mạch máu lớn nó có ba lớp là endothelium, cái lớp trong cùng á, là lớp tiếp giáp với lại máu đó các em. Này vẽ có, đáng lẽ là phải vẽ đây nữa. Đó, thì máu nó chảy trong đây nè, đó, máu chảy trong đây. Thì nó có ba lớp, mạch máu lớn nó có ba lớp. Cái lớp trong cùng á được gọi là endothelium. Mình lại thấy chữ endo không? Endo là trong cùng rồi. Kế đến là cái lớp cơ trơn là tunica media, và lớp ngoài cùng là tunica externa. Thì khi mà ăn uống không chú ý, mình ăn mỡ động vật nhiều á, thì nó sẽ dẫn đến là cholesterol nhiều, và nó gây nên là cholesterol nó sẽ, cái cơ thể mình thông thường á, nếu mà lượng cholesterol vừa đủ thì cơ thể mình nó tự dọn cái cholesterol đi, nó có cơ chế dọn dẹp và sạch các mạch máu luôn. Nhưng mà do mình ăn uống không chú ý, mình thích ăn pizza chẳng hạn vậy, pizza nè, ăn phô mai buổi sáng, hoặc là ăn bánh cheese, bánh bây giờ thấy nổi mấy cái bánh ngọt cheese gì này kia đó, thì cái mỡ đó quá nhiều á, thì từ từ lâu ngày nó các cái cholesterol này nó đọng ở trên mạch máu. Đầu tiên thì nó chỉ có phá vỡ cái endothelium thôi, nhưng mà các cái macrophages là cái người dọn dẹp cholesterol đó em. Macrophages nó giống như là
các cái lính tuần. Nếu như mà em hình dung cái hệ miễn dịch của mình nó giống như là một cái hệ thống quân đội để mà bảo vệ cơ thể mình á, thì macrophages nó giống như là các cái lính tuần. Lính tuần nó đi dạo khắp các cái mạch máu ở trong cơ thể á, nó thấy có gì bất thường cái là chộp nó ăn hoặc là nó nuốt luôn, xong rồi nó sẽ di chuyển các cái, nó sẽ gửi tín hiệu để dọn dẹp những cái chất dơ hoặc là chất lạ đó. Hiểu ý không? Thì đó là nhiệm vụ của macrophages. Không biết mấy em có được học về hệ miễn dịch không? Nếu mà học hệ miễn dịch á, thì cứ hình dung nó giống như là một cái hệ thống quân đội ha. Và sẵn sàng, nó chỉ, nó được, ví dụ như có một vật lạ đi vào cơ thể mà đây là lần đầu tiên nó cơ thể mình nó thấy cái vật lạ đó thì nó sẽ tấn công. Nhưng mà có một vật lạ giống như là các cái virus hay là bacteria, nó biết là trong cơ thể mình có hệ thống quân đội và sẵn sàng tấn công khi nhận để gặp cái kẻ lạ đó, thì nó sẽ mặc một cái áo tàng hình. Tưởng tượng giống như là nó mặc một cái áo tàng hình, thì nhờ cái áo tàng hình đó nó sẽ đi, nó đi vào cơ thể và nó không bị tiêu diệt bởi cái hệ thống quân đội của chúng ta, và nó sẽ tự ăn các cái dưỡng chất ở trong cơ thể và đâu đó nó sẽ sinh sôi nảy nở và tiêu diệt các cái cơ quan, bộ phận cơ quan trong cơ thể mình. Hiểu bây giờ đó, thì cái nếu mà học về hệ miễn dịch đó, thì phải hình dung nó như vậy thì rất là thú vị, còn nếu mà cứ học thuộc lòng thì nó sẽ khó lắm á. Ở đây thì cái macrophages, ủa macrophages tiếng Việt là gì ạ? Viết ra cho ha. Đại thực bào. Đại thực bào, ok, giỏi quá. Rồi, khỏi viết. Thì cái macrophages này nó sẽ ăn các cái cholesterol này và nó trở nên béo phì. Khi mà béo phì này nó không di chuyển được nữa, nó chỉ có thể gửi tín hiệu. Ê, các cái bạn macrophages đó, ơi, đến giúp tôi với. Cứu tôi với, tại vì tôi không thể nào di chuyển được nữa. Thì các cái macrophages nó lại tiếp tục đến đây, nó ăn các cái cholesterol này, rồi nó cũng bị béo phì luôn, nó không đi di chuyển được nữa. Khi mà nó không di chuyển được nữa thì nó được gọi là form cell. Và cái form cell này nó tiếp tục lấn vô cái smooth muscle. Ở đây các cái smooth muscle bắt đầu di cư, bắt đầu di chuyển, tạo thành một lớp vỏ bọc. Đây là cơ chế tự vệ của cơ thể ha. Vì nó không muốn cái vùng này bị vỡ ra, ngăn cái mạch máu chảy đang lưu thông ha. Nên thành ra nó phải cơ thể của mình nó phải tự vệ bằng cách là nó điều động các cái smooth muscle này bao bọc cái đống, nó gọi là đống rác đi, tạm thời đó là một đống rác. Và ôm cái đống rác này gọn lại chứ không là chắn cái đường máu chạy, đúng không các em? Hợp lý. Thì khi mà ôm cái đống rác này gọn để cho nó gọn gàng lại thì các cái calcium nó sẽ động, nó đồng thời nó cũng sẽ đến và nó động lên cái đống rác này, và cái đống rác này trở nên giòn. Thông thường thì cái mạch máu mình nó có sự đàn hồi rất là tốt, nhưng mà bây giờ cái calcium nó lại động lên, nó làm cho mạch máu giòn. Và khi mà ở một cái, đây cũng là một trong những yếu tố làm cho huyết áp cao, có nghĩa là nó, cái cục này nó sẽ càng ngày càng bự ra, càng ngày càng bự qua, thì cái áp lực ngoại vi nó càng tăng, mạch máu mình nó, máu nó không có chảy được. Thay vì xưa nó, đây nó được ví dụ là 5 mm để mà dòng máu chảy đi, bây giờ nó còn có 1 mm nè, nó, sự lưu thông máu nó không còn thông thoáng như ngày xưa nữa. Thì với cơ thể mình nó lại tìm cách là tự vệ. Nó nói, ủa tại sao ở chỗ này nó lại có không, lại có vấn đề áp lực lớn thế? Thì tim nó phải đập mạnh lên để mà dội máu, có nghĩa là để cho máu thông qua cái đường này. Thì khi mà với cái áp lực lớn vậy mà cái mạch máu thì giòn thì nó sẽ bị vỡ, đúng không? Hợp lý không? Chỗ này nó sẽ vỡ ra. Vỡ ra và nó tạo thành một khối máu đông lớn, như vậy nó chặn luôn cái mạch máu. Nó sẽ gây nên cái bệnh là cơn đau thắt ngực, bài sau mình học. Nhưng mà thôi, tạm thời nói bài huyết áp thì đây cũng là một trong những giả thuyết làm cho cao huyết áp. Được không các em?
Dễ hiểu không? Dạ được. Ok, mình đi tiếp. Rồi bây giờ mình đến cái hệ RAS. Trước khi đến cái hệ RAS á, thì mình sẽ xem cái tóm tắt của các loại thuốc sử dụng trong cao huyết áp, đó là beta blocker. Hôm bữa mình học cái chức năng của beta, cái beta 1, beta 2, thụ thể beta 1, beta 2 làm cái gì rồi, đúng không? Và vậy nên nói là bạn nào mà đã học bài rồi thì sang bài này sẽ rất là dễ hiểu. Bây giờ mình beta blocker, khi mình thấy chữ blocker có nghĩa là mình chặn cái hoạt động của thụ thể beta 1 và thụ thể beta 2. Đến đây được ha. Rồi mình sẽ nói kỹ hơn xíu. Thuốc thứ hai là calcium channel blockers, thuốc khóa thụ thể calcium. Và chúng ta đã học trong cái action potential để tạo ra cái nhịp đập của quả tim, sự co thắt của quả tim, thì cái calcium là một trong những ion đóng vai trò quan trọng. Bây giờ mình khóa cái thụ thể calcium thì mình sẽ làm giảm sự co thắt của quả tim, đúng không? Đồng thời mình sẽ làm giãn cơ trơn của mạch máu ngoại vi. Cái nhóm thứ ba là alpha blockers. Mình biết là chức năng của alpha 1 và alpha 2 ở trên mạch máu là gì rồi. Bây giờ mình khóa cái chức năng đó thôi thì dẫn đến cái mạch máu giãn ra, đúng không? Và một vài cái loại thuốc làm giãn cơ khác. Nhóm thứ tư là diuretics, là nhóm lợi tiểu. Thì trong lợi tiểu này có bốn, thực chất là trong thuốc lợi tiểu thì có bốn nhóm thuốc lợi tiểu, nhưng mà chỉ có một nhóm được sử dụng nhiều trong điều trị cao huyết áp. Rồi mình sẽ tìm hiểu là nhóm nào. Và cái nhóm thứ năm là hệ RAS ha. Hệ RAS thì nó được tóm tắt trên giống như hình vẽ. Thứ nhất là cái protein angiotensinogen được tạo ra bởi gan. Cái này là ký hiệu của gan ha các em. Hình tập giác gan. Kế đến thì cái renin là một cái protein được phóng thích từ thận, và nhờ cái renin này, là đây là một cái enzyme ha. Nó angiotensinogen nó sẽ thành angiotensin 1. Và nhờ cái enzyme thứ hai là angiotensin converting enzyme. Cái enzyme này được sản xuất chủ yếu bởi phổi. Nó được sản xuất nhiều nơi trong cơ thể, nhưng mà chủ yếu cái lượng nhiều nhất là ở phổi. Thì nó sẽ angiotensin 1 sẽ thành angiotensin 2, và angiotensin 2 này sẽ gắn vào thụ thể của nó là thụ thể AT1 receptor. Rồi, giờ thuốc của chúng ta, bây giờ mình coi, mình khoan nói đến thuốc đi, mình nói cái hệ RAS này trước. Khi mà thụ thể khi mà angiotensin 2 gắn vào thụ thể AT1 thì chuyện gì xảy ra? Cái hậu quả của nó là nó sẽ kích hoạt cái tuyến thượng thận, và cái vỏ của tuyến thượng thận ha, là cái cortex, để tạo ra aldosterone. Và nhiệm vụ của aldosterone là sẽ làm tái hấp thụ sodium và nước. Đến đây được ha. Ngoài ra, angiotensin 2 khi gắn vào thụ thể của nó là AT1, đây là một thụ thể GQ ha, liên kết với lại GQ, thì nó làm co mạch máu. Đây là một chất gây co mạch rất là mạnh. Khi gây co mạch thì dĩ nhiên làm tăng huyết áp. Được không? Hồi nãy có giải thích rồi. Co mạch máu thì nó sẽ làm tăng áp lực ngoại vi, thì nó sẽ làm tăng huyết áp. Ngoài ra, angiotensin 2 khi gắn thụ thể với AT1 á, ở bộ não á, thì nó sẽ kích hoạt hoạt động của hệ sympathetic nervous system. Và khi mà sympathetic nervous system bị kích hoạt thì nó sẽ kích hoạt cái lõi của tuyến thượng thận. Lõi của tuyến thượng thận là medulla, cái nhân của tuyến thượng thận tiết ra epinephrine và norepinephrine. Đây là hai stress hormone
ở trong hệ thần kinh. Khi mà nó epinephrine tiết trong hệ thần kinh thì mình gọi là neuron transmitter. Nhưng mà khi nó được tiết ra ở tuyến thượng thận thì mình nói nó là một nó là hormone ha. Đây là high stress hormone. Với cái tỷ lệ là bao nhiêu vậy? Tỷ lệ của norepinephrine và epinephrine. Tỷ lệ là nhiêu các em? Không biết hả? Đây là câu hỏi cơ bản mà. Dạ, 41. 41, ok. Ngoài ra, angiotensin 2 nó còn kích hoạt hypothalamus để làm tăng cái sự phóng thích của một cái hormone, đó được gọi là antidiuretic hormone. Antidiuretic hormone. Nhiệm vụ của antidiuretic hormone là gì? Và cái câu hỏi thi cho các em này tự tìm hiểu ha. Đây là một cái câu hỏi extra thôi. Là tìm hiểu mechanism of action. Có nghĩa là thứ nhất, cái nhiệm vụ của cái diuretic hormone này là gì? Và cái cơ chế để mà thực hiện nhiệm vụ đó. Và tôi muốn hỏi cái cơ chế đó. Ra thì lớp này học sướng ha. Thì được cho biết câu hỏi trước luôn. Đến đây được không? Được không? Rồi bây giờ cho biết cái nhiệm vụ của antidiuretic hormone. Nghe tên là biết nhiệm vụ rồi đó. Là gì trước đi. Rồi cơ chế các em tự tìm hiểu. Nhiệm vụ nó là gì em? Tên của nó thể hiện ra luôn rồi. Diuretic là gì? Bây giờ anti nó thôi, giống anti fan. Fan là gì? Anti fan. À, sao em? Dạ, giúp lợi tiểu. Chống lợi tiểu em nhờ. Chống lợi tiểu nghĩa là gì? Dạ, nó sẽ làm có cái túi mật với bàng quang của mình nó không có cho mình đi tiểu thoải mái à. Em nghĩ vậy. Không, đang nói chức năng thôi chứ đừng có nói đến cơ chế gì hết đó. Cơ chế em về em xem lại coi em nói đúng hay không. Chức năng thôi. Chống lợi tiểu nghĩa là gì? Em nói đúng rồi đó, nhưng mà nói lại. Hiểu ý không? Tăng tái hấp thu rồi cô. Hả? Nó tăng tái hấp thu. Tái hấp thu của cái gì? Đó, cậu. Hấp thu natri không? Chưa chính xác. Cơ chế thì các em về nhà tìm ha. Bây giờ chỉ nói là cái nhiệm vụ của nó là gì thôi. Antidiuretic. Hồi nãy bạn nữ nói đúng rồi, chỉ giải thích chữ chống lợi tiểu là gì, nói rõ hơn xíu được không? Chứ đừng có học có kiểu ý là mình học cái chữ đó mình phải hiểu cái nghĩa của nó là gì nữa đó. Bạn nữ nói lại đi. Dạ, là không thể đi tiểu được, làm cho khó tiểu. Gần đúng, nhưng mà nó không làm khó tiểu, có nghĩa là nó giảm lượng nước đi ra ngoài thôi, chứ nó không có làm khó tiểu. Rồi, giờ tìm hiểu nha, tìm hiểu cái cơ chức năng, mechanism của nó là cái gì ha, nó dựa vào protein nào để mà làm cái công việc đó. Ủa sao lớp các em, tôi cảm giác như là các em hôm bữa đến giờ các em học được nhiều thứ không? Học được nhiều không? Thế, nói cảm nhận nghe thôi. Ý là mình học, mình cảm thấy mình được học không?
Phải không em? Hay do học online nên thành ra không dám nói thôi được à? Không sao, bây giờ các em có do điều kiện của mình như thế này, có nghĩa là bây giờ mình học online, mình không được học offline, vân vân và vân vân, thì mình nghĩ là ở thế nên thành ra mình không có cơ hội học được nhiều vậy 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 đó. Nhưng mà bây giờ mình cũng không thể nào đổ tội cho cái hoàn cảnh được, đúng không? Chưa chắc gì học offline mình khá hơn. Cái vấn đề đề á, bởi vậy nên bữa đầu tiên tôi đã nhắc với các em, cái vấn đề vẫn là chính mình, có nghĩa là mình phải tự học là chính đó. Cái bài của tôi giảng á, thì đi khá là chi tiết, và tôi muốn đưa cho em một cái link, một cái cách để mà các em link các cái kiến thức của các em lại với nhau đó. Đây là một cái ví dụ, bài giảng của tôi là một ví dụ để các em, cho các em thấy là không phải chỉ có học thuộc lòng mà vấn đề các em phải link các cái kiến thức lại với nhau thì các em mới xây dựng ra được cái hệ thống kiến thức của chính mình đó. Thì cái đó chỉ có tự mình làm thôi, mình không có trông chờ được ai hết trơn, bởi vậy mình phải đọc sách rồi, chẳng có cách nào khác. Cái hoàn cảnh thì nó chỉ là cái bên ngoài thôi các em ơi, còn mình muốn giỏi hay không là chính mình đó. Tự tin lên, muốn giỏi hay không là chính mình ha. Rồi bây giờ cái thuốc mà sử dụng trong hệ RAS là có 3 nhóm. Nhóm đầu tiên là ức chế hoạt động của renin, thì có một thành viên duy nhất thôi là alizarin. Alizarin thì được sử dụng ít, sử dụng vì sao? Vì cái nhóm này á, nó không, thứ nhất là nó không có những cái advantage tốt hơn, không có những cái lợi thế tốt hơn so với hai nhóm bên dưới, và nó đắt tiền hơn nên thành ra nó ít được sử dụng thôi, đơn giản thế thôi. Và cái nhóm thứ hai là thuốc ức chế men chuyển, angiotensin converting enzyme inhibitor. Cái tên ví dụ, tên của các thành viên ví dụ, nên nhớ khi mà học tên thuốc á, mình chỉ học cái đuôi á, ví dụ như laprin, toprin, đây là cái đuôi của nhóm thuốc ức chế men chuyển. Nhưng mình ngồi mình học hết mấy chục thành viên của nó làm sao mình học thuộc được? À, không thể nào thuộc được. Mình chỉ có cách là học cái nhận biết cái nhóm tên của cái nhóm thuốc đó, cái family thuốc đó là laprin, toprin. À, mình thấy khi mà mình thấy kể cả một cái tên thuốc lạ mà mình nhìn cái đuôi thôi mình cũng thể đoán đoán được, à thuốc này có thể thuộc vào cái nhóm thuốc ức chế men chuyển. Học dễ các em, chứ tự nhiên ngồi học hết mấy chục cái tên thuốc sao mà nhớ, rồi nhóm mà thêm mấy chục nhóm nữa chắc chết, đúng không? Để cái đầu của mình làm việc khác. Rồi cái nhóm thứ hai, nhóm thứ ba là nhóm thuốc ức chế cái thụ thể AT1, nó được gọi là angiotensin receptor blocker. Ví dụ của nó là losartan hoặc là valsartan, cái đuôi của nó là sartan, rất là nhiều sartan. Rồi bây giờ mình cái ba nhóm thuốc này, cái điều lưu ý khi sử dụng là chống chỉ định sử dụng đối với phụ nữ mang thai vì nó sẽ gây nên dị thai đó các em. Ba nhóm luôn, cứ nhớ đến nhóm RAS là không được sử dụng cho phụ nữ mang thai. Và một trong những cái side effect của nhóm ức chế, nhóm thuốc ức chế men chuyển chính là nó gây nên ho khan. Vì sao? Các em nhìn cái phản ứng này, cái chuỗi phản ứng này nè, không không khoan quan tâm đến renin inhibitor hay là cái thuốc ức chế men chuyển ha, khoan quan tâm. Thì mình quan tâm là cái chất kininogen này nó sẽ bị chuyển thành bradykinin, và nó bradykinin bị bất hoạt bằng cái kinase 2. Và hai cái enzyme này, hai cái enzyme kallikrein và kinase 2 này, kallikrein thì bị ức chế bởi renin inhibitor, còn đối với kinase 2 thì bị ức chế bởi thuốc ức chế men chuyển.
Và khi mà thuốc ức chế men chuyển ức chế cái men kinase 2 thì bradykinin, nồng độ bradykinin ở trong máu sẽ tăng. Và khi nồng độ bradykinin ở trong máu tăng thì nó sẽ gây nên ho khan và nó chiếm, tôi không nhớ chính xác cái percentage, how many people, họ không nhớ chính xác là bao nhiêu phần trăm bệnh nhân sẽ bị cái đó, ở trong sách có, các em về kiếm đọc, mà phần trăm khá cao ha. Và nếu như mà trường hợp bệnh nhân đó có dấu hiệu là bị ho khan thì ngưng sử dụng thuốc thuốc ức chế men chuyển và chuyển sang sử dụng thuốc ức chế thụ thể AT1, losartan hoặc là valsartan, thì cái triệu chứng ho khan nó sẽ hết hoặc giảm hết. Đến đây được không các em? Chỗ này có gì không hiểu không? Mình xong nhóm thuốc đầu tiên thuộc hệ RAS. Bây giờ mình nghỉ 5 phút ha. Được không? Muốn nghỉ 5 phút hay nghỉ 10 phút? 5 phút. Hả? Bạn nào mới nói mấy phút em? 5 phút. 5 phút à? Ok, nghỉ 5 phút. Vậy thì 2 giờ 7 phút mình quay lại.